À, chào cô chú anh chị nha. Thì cái video này thì em cũng thử mở cái áo ra để xem cái chóp máy nó bên trong như thế nào. Những cái đầu mà em bán 543, 243 thì nó không có nhiều để bán cô chú anh chị à. Tại vì nếu mà có nhiều để mình nhập bán ấy thì mình nhanh giàu mà không có nhiều. Em nói thật, sự thật là nó sự thật mãi là sự thật. Ví dụ như cái đầu loại này này mà nó về được 1.000 đầu ha, về được 1.000 đầu mà tại vì mình mua mua cân ký mà. Đó. Tại vì mua cân ký lô ấy thì nó sẽ có loại nhỏ loại to, rồi bể này kia thiếu tùm lum tùm la hết, thì nó sẽ bù. Ví dụ như bán những con cọc nghiêng này nó bù qua những con bể, những cái máy nhỏ rồi những cái máy tiền rồi này kia. Đó, chứ nó không, mình làm lô mà nó không có đơn giản như cái việc mà mình chỉ lựa một loại mình bán của chú gì. Mình lựa một loại mình bán thì mình chỉ có lời loại đó thôi. Đó, chứ không không có phải bù qua con này con kia. Đó. Đó. Có những con nó sẽ thiếu bình xăng, có những con thiếu chế, có những con hư chế. Đó, những con bể áo rồi này kia nó rất là nhiều loại của chú vậy, cái con là bể lóc này kia. Đó. Nên là làm lô ấy, thì nó cũng có cái hay và nó cũng có cái dở. Hay là nếu mà trúng cái lô nó lành lạng nhiều á thì mình có lời, còn nếu mà về bở nát nhiều á thì mình lỗ sạch máu, thế thôi của chú chị làm ăn mà. Đó. Chứ nói thật về mà chỉ cái đầu này không ấy thì em nói thật 1.000 đầu như thế này về toàn là những đầu 543, 243 này không á, thì bán xong một một lô như vậy thì em mua một miếng đất rồi cô chú anh chị, em nói thật khẳng định luôn. Đó. Nhưng mà không có có đâu mà được 1.000 con, nhiều lắm mà được chục con. Đó. Mười mấy con là nhiều lắm rồi cô chú anh chị. Đó. Toàn là máy nhỏ rồi không, máy bể máy nát rồi không. Và trong video này em quay em sẽ chia sẻ vì sao mà có những con nó sử dụng nhưng có những con nó chỉ đổ xăng rô đai, có những con nó chưa đổ xăng, có những con nó chưa sử dụng nha cô chú vậy. Em không có khẳng định là 100% là tất cả những con em bán ra nó đều chưa sử dụng. Có những con ấy em thấy ví dụ như em nói luôn, có những con ví dụ bình xăng mình mở cái nắp xăng ra mình xem lọc gió, cái nắp lọc gió chế rồi xem cái lọc xăng đồ này kia lọc máy này kia ấy, thì mình nghĩ nó là chưa có đổ xăng luôn. Đó. Nhưng mà thực chất ở bên trong nó lại dùng rồi, do tại mình chưa có mở áo mở bô đâu kiểm tra. Đó. Thì hôm nay em có video hai con 543 nha. Đó. Đây đầu tiên là cái lọc máy nó đây cô chú anh chị ha, có thể xem lọc máy nó đây, thì cô chú anh chị sẽ tự đánh giá được là nó sử dụng hay là chưa sử dụng nha. Chứ còn mình phải cho thực tế chế quan rồi nha. Đây mấy cái bẩn này là bụi rồi của chú chị đấy. Ốc thì nếu mà nó để trong cái hộp cái thùng ấy thì nó sẽ ví dụ như nó con còn ngon, chứ mà có con ở ngoài ấy, thì nó sẽ bị tự oxy hóa nha, nó về mình sẽ R7 ra thôi chứ không có vấn đề gì hết. Nó không có bị xét hư đâu đó một chú chị ha. Đây là một số đặc điểm để mình nhận diện hàng chính hãng này của chú gì ha. 10302 Kenda nha. À. Vô lăng. À. Thì đây em cũng mở bô nó đây. À. Bô đây, ốc nó đây. À. Miếng đệm đây của chú anh chị đó, mình nhìn bê tông đó của chú anh chị, mình nhìn bê tông là mình tự hiểu hết. Đây của chú anh chị đó. Này mà đổ xăng gì của chú anh chị, nó chưa có đổ xăng luôn đó chứ. Quay mặt sau cho xem ha. Tại vì nó đi trong bãi, kiểu như nó đi trong cái sọt á, nó bỏ cái đầu ngoài như thế này bỏ kho á, nên mình không có tránh khỏi việc bẩn rồi đôi lúc nó trầy trụa cấn mót, nhưng cô chứ không có tránh được.
Nếu mà nó nằm trong thùng luôn ấy thì nó không bị sao. Đó, cô chú chị sẽ nhìn để đánh giá được là nó sử dụng chưa nha. Chứ giờ mình cũng khó nói lắm. Đó, dây giật là đôi lúc cái dây nó trắng, cái dây nó ố. Lóc máy. Video hơi dài, cô chú anh chị xem cho vui cũng được nha cô chú anh chị. Đó, mình trải nghiệm cái hệ thống kêu nó là ethos gì đây. Ethos ở thường nó đây này. Nó kiểu như nó hành trình nó với lại cái hệ thống bơm xăng rồi thoát khí lọc gió rồi nó kết hợp với nhau. Đây cô chú chị, cái nắp này em lần đầu tiên em mở về chưa mở bao giờ. Đây thì em sẽ móc cái lọc xăng ra. Đây cô chú anh chị, sao là nó đổ xăng được cô chú chị? Một khi đổ xăng là phải là xăng pha nhớt thì tất nhiên cái lọc này nó sẽ bị ẩm cô chú anh chị. Sao mình kêu là nó đổ xăng được cô chú chị ha? Sao dùng được? Tuy nhiên cũng có con nó sử dụng chứ không phải là không đâu cô chú chị, nhưng mà về đa số là nên nó hầu như là như thế này hết, gần như thế này luôn. Và đây cái áo của nó đây cô chú chị, để coi con này mã số nó chỗ nào. Nó sẽ có cái tem GZ nha cô chú chị. Đâu đây? Đây GZ 2023 này cô chú anh chị, tháng 1 2023 GZ40N11 mã số đây nha. Đó 202 302 00332. Đó cái vú bơm này. Đó nhìn thế này là làm sao nó đổ xăng rồi, chưa đổ xăng. Một lời khẳng định của em. Đây cái nắp này Huwana Genoa này. Đó. Nắp áo nó đây. Đấy mọi người, cái nắp áo nó cấn tí này đó. Nó cấn vào này, thường nó bầu ra luôn. Đó. Cấn đây cái tem bán hàng này cô chú anh chị. Cái áo này đây đó, cô chú, áo nó còn khá là đẹp nha đây cô chú anh chị ha. Đó con này ha, rồi tiếp tục đi qua cái con này của chú anh chị. Đây, cũng là 543 rồi đó, nó trầy trụa ha. Đó, nhưng mà áo tổng thể nó đẹp. Nắp áo đây, bồ ở đây, 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 chú chị đây, đây, con này em thấy là hình như nó có độ xanh này, nó có độ xanh rồi, nó có độ xanh rồi, này ốc áp này, có độ xanh rô đai hay sao, nhưng mà nó cũng như là chưa dùng của chú chị, đó. Này cái ốc này nó tự oxy hóa nha cô chú anh chị. Đó. Nhưng mà nó không có phải là sét hư nha. Nó có kiểu là để không khí nó bị tự oxy hóa rồi thôi. Oxy hóa là cái lớp ấy thôi chứ không phải là bị reset nha, reset nó khác. Xịt R7 vô nha cô chú anh chị nha. Đánh giá này. Đó. Thì mình xem thử là nó sử dụng chưa nha cô chú anh chị ha. Huwana 543 rồi ha. Đây, cái dây xăng này là em nói thế này nè, cái dây xăng này nó chưa có lắp vào cái chế nha. Đó, mình về mình lắp vào cái dây xăng này chưa từng lắp vào, không biết là nó có thay cái bình xăng hay là như thế nào hay không. Đó. Tại vì về đôi lúc mà nó lấy ông này lắp lắp cầm bà kia đâu. Nhìn cái bô thì nó có hiện tượng đã rô đai rồi. Nhưng mà nhìn cái bình xăng này để coi thử coi. Nhìn cái bình xăng này chắc không ai nghĩ là đã dùng đâu. Đây cô chú anh chị, nhìn cái bình xăng này thì nó chưa đổ xăng luôn nha. Đó, cái lọc xăng này chưa đổ xăng luôn, cái bình xăng này chưa, không biết là nó có lắp này cái bình xăng Japan One Pro nha. Không biết cái bình xăng này là nó như thế nào.
không? Em nói thật là em nhìn lốc máy này kia bình xăng đồ là mình thấy nó không có đổi xăng nha cô chú chị, mình ngửi luôn á, chứ không phải là em chỉ nhìn không đâu. Cái nắp này thì nó hơi chày của mình do cả trong quá trình nó chất trong máy cô chú chị ha, chế quanh rồi nó đó ha. Rồi đó, cô chú đánh giá bít tông nó thì nói gì nữa, bộ hơi nói gì nữa, lửa nói gì nữa, buri nhiều khi phải mở cái buri ra kiểm tra coi thử. Buri là NGK CM7 đó đi ha. Rồi và cô chú anh chị sau cái đợt này thì không biết là có hay không hàng nó về nữa hay không, nhưng mà sau cái đợt này những cái loại này mà về theo kiểu hàng bãi này để mình mua cái giá tốt ấy, thì hầu như là khó có đợt sau lắm cô chú anh chị. Và hai con này là ở nhà em ấy thì hai con này còn lại là nó đủ đồ, còn hình như là một hai đầu gì mà nó bể nó thiếu đồ hay sao đó. Còn đây hai con này là nó đủ đồ, đầu máy nha, chỉ có đầu máy đủ đồ đó. Cô chú anh chị, cô chú anh chị nào mà muốn sở hữu nó dùng thì em nói rất là nhiều cô chú anh chị thích khi mà mua về xong rồi dùng con này rất là thích, chứ không phải là nó ấy đâu nha. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ, hai con cuối cùng đủ đầy đủ đầu đầu máy đã đầy đủ nha. Và em cũng cho cô chú anh chị biết giá luôn đi. Đó. 3 triệu 9 một đầu nha. Em bao ship. Đầu máy em bao ship. Chứ không nhiều, nhiều em nói thật có nhiều thằng nó vào nó nói ừ máy tại sao mà máy lại chưa sử dụng, máy bãi mà sao chưa sử dụng. Tranh cãi với mấy người đấy nó mệt lắm. Và nói chung là thường thường mấy người đấy nó nói em chặn à, để phải mất thời gian phiền phức, không được cái việc gì. Rồi cô chú anh chị xem mình chưa có nhu cầu hoặc là mình chưa có tiền đầu tư vào mua thì mình có thể xem kênh thì ủng hộ em bằng cách like cái video ha, hoặc là để lại một cái comment góp ý gì đó. Còn cô chú anh chị nào có nhu cầu mua thì cứ gọi điện vào số điện thoại trên tiêu đề nha. Có rất là nhiều người giả mạo này kia nên là không có tránh khỏi việc bị lừa đảo, nên là phải gọi đúng số điện thoại để mua hàng nha cô chú anh chị. Và cái cách thức mua bán thì em cũng nhắc lại luôn là bên em không có thu hộ, không ship COD, không ship có tất cả các đơn hàng từ 100.000, 50.000, 20.000 cho đến vài trăm triệu đều thanh toán bên em mới gửi hàng. Chỉ có một số anh em bãi ấy, quen biết nhau ấy, thì chở hàng tới lui ấy, thì mới chở hàng rồi thanh toán tiền thôi. Còn anh em tất cả mua online đều phải thanh toán hết cô chú anh chị. Em thì em cũng không phải là làm ăn to lớn gì đâu, em cũng kinh doanh nông cơ nhỏ nhỏ thôi, đủ sống thôi cô chú anh chị. Mình cũng phải là tay to gì đâu. Nhưng mà cố gắng đem đến những cái giá thành tốt nhất có thể và cái chất lượng máy nó tốt nhất có thể, tùy vào giá tiền. Có những con máy thì nó về bãi về nó nát quá, nó xấu quá, nhưng mà cũng phải bán thôi cô chú anh chị, chứ mình đâu có thể mình để mình ăn được, đâu có thể để mình nhai được. Có những cái mà nó chết rồi, hư rồi thì bán theo kiểu phụ tùng này kia, hoặc là mình tìm đồ mình thay vào. Rồi, chào cô chú anh chị nha.